Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh đọc sách báo chuyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo có tựa đề là Hàn Quốc còn đang quá khắt khe Suga. Đây, mình bắt đầu đấy. Suga trở thành thông điệp chỉ trích của dư luận bất chấp việc làm tưởng tượng đã nhiều lần lên tiếng, nhận lỗi khiến các fan quốc tế bức xúc. Suga lái xe điện khi say rượu ghi nhận nồng độ cồn trong máu cao nhất từ trước tới nay vừa được ghi nhận trong một vụ DUI lái xe khi say rượu liên quan đến các thần tượng K-pop. Cảnh sát xác nhận nồng độ cồn trong máu của Suga là 0,227%, vượt xa người cao thứ hai Kangta của Hot ở mức 0,102% và người cao thứ ba Shin Hee-sung của Shinhwa ở mức 0,097%. Một số người hâm mộ quốc tế cho rằng trường hợp của Suga khác bởi vì anh ấy là xe điện khi say rượu chứ không phải ô tô. Tuy nhiên, theo luật giao thông đường bộ của Hàn Quốc, xe điện mà Suga sử dụng để phân loại và phương tiện giao thông chứ không phải là xe điện scooter, do đó phải chịu cùng mức phạt những người lái ô tô như khi xe riêng. Đây là hình ảnh của Suga đã trả lời phỏng vấn các phóng viên tại đồn cảnh sát Cheongsam, huyện Seoul khi anh đến để thẩm vấn. Đó là ảnh thuộc về Yonhap. Và nhà phê bình âm nhạc Kim Jo Hyun cho rằng quan điểm khác nhau về các vụ án DUI của người Hàn Quốc và quốc gia khác cũng yêu cầu khắt khe về mặt đạo đức với những người nổi tiếng đã gây ra sự bất đồng quan điểm giữa người hâm mộ trong nước và quốc tế. Trong khi người hâm mộ Hàn Quốc yêu cầu Suga rời BTS, thì các fan quốc tế lại cũng thấy vấn đề này không có gì quá to tát. Hàn Quốc đã từng khoan dung với người lái xe khi say rượu. Tuy nhiên, vài năm gần đây, những vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe khi say rượu tăng cao nên buộc luật pháp nước này phải đưa ra những chế tài mạnh mẽ. Những người nổi tiếng thì lại càng phải tuân thủ một cách chặt chẽ hơn, ông nói. Và mạng xã hội cũng đang khiến các vấn đề liên quan đến người nổi tiếng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí lan truyền những thông tin sai sự thật. Để thu hút sự chú ý, các phương tiện truyền thông ngày càng sản xuất các nội dung liên quan đến bê bối, đặc biệt là về người nổi tiếng. Xu hướng này cần phải được ngăn chặn. Hãy ưu tiên những thông tin chính xác thay vì ủng hộ những nội dung như vậy. Giáo sư Lee Jong-in thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul nhấn mạnh. Vậy là mình đã hết phần bài báo ngày hôm nay. Để ngoài cho kim chi bê và thiết báo pháp họ chúng ta sẽ cùng nhau nhắn trước phần trình diện này. có hơn mặt nó Mình nhớ không nhầm thì hôm nay thì trình diện là kim chi báo chí đến mức một già nữa mặt quốc và khá là ghê. mặt trở về nhiều năm sau khi Nó cư dân mặt hàng sức của họ đó họ rất là nguyện siêu cấp và khủng bố khắt khe, có nhiều lúc hơi nó có phần hơi toxic. Cái này thì mình công nhận nha. Đúng là thì đối với fan K-pop thì cũng hơi mệt. Còn về việc là nếu như quay trở về đầu đấy, Hàn Quốc có đang quá khắt khe với Suga? Thì cái này có lẽ là tùy thuộc vào nhiều văn hóa. Cái văn hóa của Hàn Quốc thì họ như thế. Thì cũng không chắc được, nhưng mà ý là có rất nhiều các tờ báo nó làm quá chuyện này lên và phản ứng quá khích của người hâm mộ cũng như là netizens thì cũng có thể có một phần nữa. Nếu bạn ở Việt Nam mình uống rượu lái xe phản ứng rất là kinh khủng mà, thế là cũng không phải nói trước được. Đã nhiều lần lên tiếng nhận lỗi khiến các bạn quốc tế bức xúc. Sống hạnh phúc lúc từ kẻ nghèo. Nó sẽ tìm tổ lúc từ kẻ nghèo vào trở nghiệm truyền tải những kinh nghiệm còn kẻ nghèo. Hầu hết tờ báo ở thời điểm gì? Này, ở gần những người về thường đi qua thì vẫn là chúng ta uống sữa. Nhiều trái phát nhiều. Ờ, nhưng mà em đọc tờ báo rồi này. Phải là có xem của báo này. Xin chào mọi người, chào mừng ngày thông báo xếp đón chuyện của mình đã ngay để sẽ mình cùng các chuyện của mình. Thêm chuyện
Ok, vậy mình đã đọc xong tờ báo ngày hôm nay dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.